Hello cả nhà, hôm nay là một ngày Hailey mới thức dậy. Hồi tối là Hailey được ngủ nguyên đêm luôn cả nhà ơi. Hailey không thức sáng đêm như lúc trước nữa, là tại vì đi xe đó rồi về đây mệt quá, mệt đuối quá đuối, Hailey ngủ luôn mọi người. Sướng thật luôn á, lâu lắm mà Hailey không được ngủ nguyên một giấc dài như vậy. Bây giờ Hailey thức dậy, bây giờ cũng là 1 giờ chiều rồi. Hailey đã chuẩn bị xong, bây giờ Hailey ra tiệm của bạn của Hailey. Bạn Hailey sẽ làm móng tay cho Hailey và sẽ làm lông mi gì nè, nối lông mi cho Hailey nữa. Bởi vì sống mà gần bạn của Hailey á, sướng lắm mọi người. Sáng sớm tinh mơ luôn mọi người, thức để nấu món chè mà Hailey thèm nè, người nấu bún riêu nè. Mà chè của Hailey nấu đặc biệt rất là công phu, là bạn ấy phải lại hấp khoai lang riêng nè, rồi hấp cái này cái nọ, rồi giò bóp cho thành những cái viên nhỏ nhỏ. Hailey tưởng là mua ở đôi chợ về mình nấu thôi, nhưng mà bạn của Hailey á, vì sức khỏe của Hailey cho nên bạn Hailey tự nấu mấy cái viên đó, tự giò làm riêng, tự giống như không có để màu thực phẩm á. Cho nên she muốn những cái món đó là những nó ra cái màu tự nhiên, cho nên rất là cực. Bạn ấy thức sớm lắm, cả nhà nấu còn đẹp lắm. Đây là căn phòng của bạn ấy nhường cho Hailey, đây là phòng của hai vợ chồng ngủ, nhưng mà nhường cho Hailey ngủ đó. Thì bây giờ Hailey sẽ chuẩn bị đi nha. Bạn ấy sẽ làm tóc cho Hailey nữa. Sướng ha cả nhà ha, Hailey để chung với bạn thằng sướng ha. Đây là căn phòng nhà tắm đó, quần đồ đạc của Hailey. Có nhiều câu hỏi là Hailey đi bao nhiêu ngày mà tại sao đem nhiều đồ thế? Dạ, con đi tới 5 tuần lận, 5 tuần mấy, 6 tuần lận. Chắc 6 tuần gì đó. Nó tóm lại là gần 2 tháng đi ha. Chứ gần 2 tháng đi, không biết được là khi nào về, mà Hailey nói là gần 2 tháng đi. Cho nên đem quần áo rất là nhiều, tại vì ngủ rất là nhiều khách sạn. Ở nhà bạn Hailey thì có máy sấy, nhưng mà Hailey sẽ tiếp tục ngủ khách sạn cho nên đem rất là nhiều quần áo. Có thức bánh cho con đó hả? Really? Yeah. Dễ thương quá, lại đây là xích gần, là xích gần. Mom, can you take it? I want to take this off, can you tickle me? Yeah, theo daddy tickle. Theo daddy. Dad, can you take off, can you tickle me? Thích không? Con thích không? Nhột, nó không có đeo được. Cái tóc thì ok, nhưng mà cái đó nó đeo không? Tôi nói là nó không thích đeo. No, cái đó kìa. Cái dây á. Tôi nói là nó không thích đeo gì đâu. Nhột hả? Nó không có quen á. Rồi bạn của Hailey sẽ làm tóc cho Hailey. Tại vì Hailey cực kỳ thích là thắt bính. Mọi người mà theo dõi Hailey lâu á là Hailey, mọi người biết là Hailey rất là thích thắt bính. Thắt một đuôi thôi bà, khỏi thắt hai đuôi. Thôi lấy cộng dây thun đơn giản rồi. Cũng được. Màu hồng đậm đi. Một bánh thôi. Được đâu. Nhưng mà thắt một bánh đó là bà chơi cái bông này nhìn xấu lắm. Đưa cái cọng dây thun bình thường nè coi. Dây thun thường nè. Tôi có cái lục bự thôi à. Trời mua đen vậy con. Dễ thương nhạy. So cute. Ôi tét hả? So cute. Tôi có lực con, tôi có cái lực bự rồi. Lát xin lệ nó mới chạy tóc ngoại. Không chạy tóc ngoại nha. Yeah. Huh? You're huh? Saying totally like her? Mm-hmm. Okay. She ran away. Một chút đi. Now she's doing you like Amber. Hai mẹ con tóc nhiều giống như nhau. Well, she's doing you like Amber. Hồi xưa ai cũng quở tôi là tóc ít đó bà, cái tự nhiên tôi bệnh đó. Cái tóc của tôi nó vậy đó. Tóc nhiều quá luôn. Hồi xưa hả, ai cũng nói tôi không có tóc hết đó. Well, you're gonna be, and this can make you like Amber too. Một bánh chắc bự lắm nè. Vậy hai bánh hả? Mommy's gonna make you like Amber too. Tại vì tóc nhiều quá. Tóc có một bánh đó, nó khô lên nhìn nó bự. Ok, vậy bà thắt, sao bà thắt? Mom, it's gonna make you like Amber too. We're gonna be twins. Cái này tóc tôi uống không vậy? Hả, uống hồi trước rồi. Rồi cái tôi nhộm cái nó hẳn rồi. Yeah, con thơ rồi, đúng rồi, tại con 5, she's only 3. Yeah. Trời ơi, sau khi tôi bệnh xong tôi đi cắt tóc, ai cũng quở hết trơn, nó tóc gì nhiều quá. Cắt mỗi tay. Tóc này
cắt đuối luôn chứ cầm hỏi tay gì. Ồ nhộm còn đuối nữa, nhộm mấy bà chia tóc con á, mấy bà nói trời chia đuối luôn. Thì là đuối luôn chứ không có mỏi nữa. Nè hai đứa bạn có hai cái chuỗi giống nhau. Vậy con. Ừ. Hồi lúc trước có nhiều chị ở Houston này cũng mua cái này của tôi nè. Tôi gửi á, địa chỉ là thấy Houston. Nó mọi người thấy không? Ở chung với bạn sướng không? Làm như tất cả cái thể lì luôn. Ở luôn đi chứ ở chung gì? Hai đứa đều là tuổi con trâu á cả nhà. Không nhắc tới buồn. Nhưng mà Hailey đẻ sớm hơn một tháng, bạn Hailey đẻ tháng 8, Hailey tháng 7. Nhưng mà đâu có sớm nhiều đâu, mình 26 cái qua 6 tới tháng 8 là bà đẻ rồi. Mẹ. À, đâu có lớn hơn bà nhiều đâu. Lớn hơn bà có nhiều ngày đâu, có chục ngày thôi nhiều. Tôi về giờ nào cũng vậy, nó ngày nào cũng bắt mấy nhỏ em hả, bắt sắc bính cho tôi nha. Thích sắc bính à? Ờ, thích sắc bính. Tóc màu nó thắt là đẹp mà. Tóc móc lai à? Định đi cắt rồi đó, tại vì tắm, thấy chồng tôi tắm cho tôi cực khổ quá. Trời ơi, tắm cái nhà tắm của bà hả, cực gì đâu á. Nó không có cái đồ sạch đó. Ngồi đâu có tắm được đâu, chồng nước nhẹp, tôi ngồi ngọt nữa. Tại vì ngồi nó cái nó xả xuống hoài luôn. Rồi đây mua nhà đi. Nhưng mà tiếc cái nhà San Francisco, tiếc lắm. Một khi mà tôi bỏ nhà đó là sau này trở về không có mua nổi đâu. Nó tặng là triệu mấy triệu lên không. Một tí là một bánh thôi mà nó còn dày vậy à. Vậy hả? Nhiều quá. Má ơi hú hồn ơi, tự nhiên bệnh cái nó thay máu hay gì á. Ai cũng bỏ tóc dày nhiều á. Hồi bữa tôi đi cấp cứu vậy, nó trên ambulance á, trên xe cứu thương á, mấy nhỏ đó còn nói trời ước cho tóc tôi đừng như nhỏ này, thánh nặng là trời. Thánh nặng là trời. Mình thì mình đang ngồi mình ói lên ói xuống, mà bảo nó trời ước gì tóc nhiều gì, mấy cái thằng lái xe cũng vậy, nó ừ nhỏ nó tóc nhiều. trời mau kiến luôn á, bệnh con. Mất lo người ta bệnh tóc nhiều tóc ít. Lo ngồi khen tóc nhiều tóc ít. Một phân nửa này là bằng nguyên cái đầu của người ta rồi bà. Ghê vậy. You look wonderful. Yeah. Anh là thắc bính không? Hồi mẹ thắc bính cho anh nè luôn giống chị. Anh là thắc bính luôn đi con. Giống chị Trendy. Ít nói quá hả bà? Nó có nói nhiều không? Trời ơi, nhà nó nhiều lắm á. Nhiều hả? Thấy ít nói quá. Chắc còn mắc cỡ. Vậy mà nhớ tôi ngang cái vô mở cửa nhìn tôi hoài á. Đến dì phố đó mẹ, dì phố thức chưa? Nó chưa, dì phố chưa có thức đâu con. Hi. Hello. My name is Anna. Mom, I can do with the breakfast in there. Yeah. Whoa. Oh, gớt kiến của em rồi. Để lên. It's a drink. It's a strong one. I'm nervous. Sáng giờ lát gì không đói bụng luôn. Ủa sao con không ăn lát gì? Hay là con đi ăn với bà ha? My stomach is not grounding yet. Con không có cần grounding. Con thức là con phải ăn. You don't need to be grounding. Hiểu không? Con thích con phải ăn. Nhưng mà con ăn với ba nha, đi ăn với ba đi. Đi ăn với đá đi nha. No, why mommy do now? You can go get your food with daddy. I just want to go with you. You want to get your nail done too? Yeah. We don't polish your nail? Yeah. Okay, so móng tay nha, dì xong móng tay con nha. Sáng không? Thì sáng chị tiến qua thăm bà đó. Ủa vậy hả? Chị tưởng là bạn mà qua ai chứ? Mommy, hả? Tôi tưởng là bạn mà qua cái lúc đó chồng tôi bồng tôi đi tắm rồi. Nói con nó tắm rồi. Đi tắm.
You want rainbow? Yeah. Like... Chúc màu sơn cho nó rainbow à. Rồi rainbow ở chung với nà được luôn. Ừ. Nhưng mà sơn treo á, tại vì nó sơn treo nó hơi chóc. Nó khô nhanh. Nó sơn treo xong rồi vẽ rainbow. Everywhere. Các bạn khích cho nè. Mom put red here and orange right here and blue right here and yellow right here and green right here. Trời nhiều màu vậy con. Rainbow giống bên nào luôn hả? Oh, em lại thích rainbow. Lên hai chị em ngồi lên. Hai chị em ngồi lên. Rồi Anna leo lên. Anna leo lên. Leo lên ngồi con. Dễ thương quá nè. Gì dễ thương tôi hả? Ừ. Nhớ thời còn đi học không? Đó. Ừ. Được rồi. Hayley đang trên đường đi đến tiệm nail của tiệm làm móng tay của bạn Hayley. Tội nghiệp Lexi á, cả nhà cứ sợ là chia tay. Cứ hỏi là có đi chung không, có đi xe riêng hay đi chung. Ngồi trước mặt của Hayley hỏi là chiếc xe đó có phải là của bạn của mẹ không, phải là có cái baby Yoda trong đó là xe đó không? Nói đúng rồi đó con. Tròn ơi, tội nghiệp bà cứ sợ chia tay mà không muốn chia tay mà cứ hỏi thế hỏi hoài. Giờ hai mẹ con thất bính giống nhau gì hoài, làm cho hai mẹ con đẹp ghê không? Chúc anh này đi ăn ha anh này. Anh này nhớ đút cho con mình ăn nha. Nó không ăn gì hết trơn. Em nghĩ nó đi với mình nghĩ nó về nó ốm rồi nè. Hả? That's good. Sao anh không ốm mà that's good. Thời tiết ở đây mấy độ vậy anh? 80 độ F hả? What? I'm sorry, I'm leaving a good review for her. Anh phải đợi em làm móng tay xong anh chụp hình rồi anh đi review. Hiểu không? Everybody got started, let me see what I'm wrong. Mà Sư không có biết là dốc quá như nó đâu, right? Yeah, but I'm helping her business now. Rồi như vậy em nói Sư không có biết dốc là gì luôn anh. That's good. Em nói để em làm review cho her, Sư không biết là review là gì luôn á, Sư không có biết gì hết. Sư không có biết là tiệm nail của her review ấy dốc nó she has, 4.5 out of 5. Yeah, on exactly, Google. Yeah. I don't know about Yelp, I haven't Yelped yet. So Google nó có 4 sao gửi hả? 4.5, yeah. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. 5 is better, but can't make everybody happy, I guess. Cái này, ít có cái nào mà được 5 star lắm rồi này. I know. 4 sao là người ta happy rồi. 4 yeah. Sao là người ta vui rồi. Tiệm của chị em được 4 sao, không được 4 sao gửi nữa mà nó được 4 sao gửi rồi. Tới rồi mọi người ơi, đây là tiệm nail của bạn Hayley nha. Nó gọi là TH Nail Spa number 2, là số 2. Ủa, tại sao có số 2 mà có số 1 ở đâu ta? Make it sound like you have a big business by saying number 2. But you only have one. Trời, anh nói trong máy hả anh? Thiệt luôn á hả? I'm just guessing, I don't know. Đây là tiệm nail của bạn Hayley nha mọi người. Nha, mình tới rồi con. Kìa dư quậy kìa. This FUSD students, please use COVID-19 and home test kit before returning from spring break. Oh, you're so excited to see your cousin? Aww. Rồi, Hayley đi vô tiệm của bạn Hayley nha mọi người ơi, cả nhà ơi.